Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại vừa mới mua về được một chiếc xe Kia Forte. Đây là cái phiên bản Kia Forte SLI chúng tôi vừa mới mua về được. Chiếc xe này còn rất là bẩn cho nên là tôi sẽ lau qua đi một chút để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi cũng sẽ phải qua đi một chút thôi vì là chúng tôi vừa mới mua về cho nên là nó còn rất là bẩn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã vừa mới vệ sinh qua một chút về cái phần vỏ để tôi quay lên đây cho quý vị và các bạn cho nó đẹp hơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Kia Forte SLI, phiên bản SLI. Xe được trang bị động cơ xăng, động cơ 1.6 lít với hộp số tự động ạ. Đây là cái phiên bản nhập khẩu và được sản xuất năm 2009, được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2009, một chủ từ đầu. Chiếc xe này là một chủ từ đầu, thưa quý vị và các bạn ạ. Một chủ từ đầu cho nên biển nó vẫn là 4 số 30U2632. Đây chính là chiếc xe Kia Forte 2009 ạ. Và xe là phiên bản nhập khẩu nội địa Hàn Quốc cho nên được trang bị đầy đủ các option hết rồi. Ví dụ như là khóa thông minh đèn nổ start top này, khóa thông minh đèn nổ start top này, điều hòa tự động này, cửa nóc này, la răng đúc 16 này, la răng thể thao rất là đẹp ạ. Và đèn auto cảm biến lùi đầy đủ hết rồi, option đầy đủ hết rồi. Và chiếc xe này thì còn rất là đẹp, mặc dù chúng tôi vừa mới mua về chưa có dọn dẹp gì cả thôi. Cho nên là ngay trong ngày hôm nay, nếu như quý vị của bạn có nhu cầu mua chiếc xe này thì chúng tôi bán với giá rất là rẻ, với cái giá chưa dọn dẹp thôi. Nhưng nếu như quý vị của bạn khoảng 2-3 hôm nữa quý vị của bạn đến xem thì chiếc xe này chúng tôi sẽ dọn dẹp lên rất là đẹp rồi. Và giá thì nó sẽ, chúng tôi sẽ cộng vào thêm một chút tiền chi phí dọn dẹp ạ. Nếu như quý vị của bạn quan tâm đến chiếc xe Kia Forte SLI này, nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Kia Forte SLI này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte SLI này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte SLI 2009 này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn đang xem clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất, để được xem những chiếc xe mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi mua về. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay sau đây là chiếc xe Kia Forte SLI 2009 nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về. Tên tư nhân, một chủ từ đầu ạ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, ngay sau đây thì tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Kia Forte 2009 phiên bản SLI này. Phiên bản SLI là cái phiên bản nhập khẩu nội địa từ Hàn Quốc. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký một chủ từ đầu đấy ạ. Biển vẫn là biển 4 số thôi ạ. Chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Mặc dù là chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì đâu. Tôi mới vừa mới dùng chổi lông gà để lau qua cái phần bên ngoài để quay lên đây cho quý vị và các bạn cho nó đẹp mắt một chút thôi ạ. Chứ chiều nay thì chúng tôi sẽ đem chiếc xe này đi dọn dẹp cho nó sạch sẽ, đẹp đẽ hơn ạ. Nhìn về cái phần tổng thể, về cái phần ngoại thất này thì quý vị các bạn cũng đã biết đấy. Xem qua chi tiết ở trên cái camera mà chúng tôi đang quay đây thì nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe này là màu bạc ạ. Đây là cái phần đầu, tức là cái phần ba đờ sốc trước của xe đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản hết đây. Cho nên là nó còn rất là đẹp, mặc dù là nó hơi bẩn tí thôi. Nếu như mà đánh bóng dọn dẹp sạch sẽ đẹp lên thì nó đẹp lên rất là nhiều đấy ạ. Cũng tương tự như cái ba đờ sốc trước thì cái phần ba đờ sốc sau cũng vậy ạ. Tất cả là còn rất là nguyên bản này ạ. Chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Và xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ.
Nhìn về phần tổng thể thì ta thấy là cái ngoại thất của chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Sau 11 năm sử dụng nhưng mà chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Và nội và xe cũng được trang bị thì option là tương đối là đầy đủ rồi, cửa nóc có hết rồi. Khóa thông minh, đèn nổ, start top. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp ạ. Nước sơn nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều ạ. Chưa phải sơn lại gì nhiều cho nên là nền còn rất là đẹp ạ. Từ cái phần ba đờ sốc này, capo, nóc đến cánh cửa, tất cả còn rất là đẹp ạ, nền rất là căng. Chiếc xe mới chạy có 11 vạn km thôi. Và đặc biệt là chủ xe đi rất là giữ gìn, một chủ từ đầu cho nên là đi rất giữ gìn. Nên chiếc xe còn rất là đẹp ạ. Đây là cái cặp đèn pha của xe. Cặp đèn pha của xe chưa có nứt vỡ hay là chưa có xước ra gì cả. Nó có sau 5 tháng sử dụng nó có hơi mờ một chút thôi. Chiếc đèn pha này nếu mà tháo ra đánh bóng, chúng tôi tháo ra đánh bóng đi thì nó lại rất là đẹp đấy. Bên dưới cặp đèn pha thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte SLI này là một cặp đèn gầm. Đèn gầm hay còn gọi là đèn sương mù. Cũng còn rất là mới và rất là sáng ạ. Gương chiếu hậu là gương gập điện rồi ạ. Và cũng đã có tích hợp xi nhan ở trên gương. Đây là cái đèn hậu của xe. Chúng tôi chưa có súc rửa, chưa có dọn dẹp, chưa có làm gì cả. Cho nên là nó có hơi bẩn một chút thôi. Chứ nếu như mà dọn dẹp vệ sinh lên thì là cái đèn hậu này nó lại sáng thôi. Đây là vết bẩn thôi ạ. Đây chính là vết bẩn thôi chứ chưa có xước xát gì đâu ạ. Tay nắm cửa cũng là tay nắm được mạ chrome rất là đẹp ạ. Mạ chrome rất là đẹp và khóa thông minh. Khóa thông minh chỉ cần bấm tay để mở cửa thôi ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte SLI này là một cặp, là một bộ la răng đúc 17 inch rất là đẹp. Vành nhìn rất là thể thao. Và chiếc xe này thì lốp còn rất là dày ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, lốp còn rất là đẹp ạ. Rất là mới. Đây là cái phần cửa nóc của xe đây ạ. Xe cũng đã được trang bị cửa nóc từ những cái năm 2009. Mà Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte này là cửa nóc rồi thì là tương đối là option là rất là tốt đấy ạ. Với những năm 2009 mà xe mà option như thế này thì là nhiều đấy ạ. Không phải là xe nào cũng có nhiều option như chiếc xe Kia Forte SLI này đâu ạ. Ngay sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn phần nội thất của chiếc xe. Và cái điều quan trọng nhất khi chúng ta đi mua xe cũ đây ạ, là tôi phải soi cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Là cái phần táp bi cửa, xem cánh cửa xem có bị mất keo, mất chỉ không. Tất cả keo chỉ đây ạ, còn nguyên bản hết ạ. Và xe cũng đã được trang bị là gương gập điện. Đây là cái cụm điều chỉnh gương kính gập điện hết đây ạ. Đây, một chủ từ đầu cho nên là sử dụng chiếc xe này giữ gìn. Phần nhựa chưa có xước xát gì cả. Những chiếc xe từ những năm 2009 bây giờ nếu như mà đi mà không giữ gìn thì là cái phần nội thất nó rất là xấu ạ. Xước xát rất là nhiều. Nhưng mà chiếc xe này thì chủ xe đi rất là giữ gìn. Từ những cái vô lăng, táp lô xe, táp lô táp bi còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Bộ ghế da này thì là xe cũng đã được trang bị lên ghế da rất là cao cấp. Cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Da này là da xịn đấy ạ, không phải da làm lại Việt Nam đâu, da nguyên bản theo xe. Đây là tem của nhà sản xuất đấy ạ. Xe được sản xuất năm 2009. Đấy, thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và bạn xem rất là chi tiết đây ạ. Đây là từ những cái ốc cánh cửa này. Cái gioăng ở cánh cửa này nó còn đẹp như thế này. Ốc nó còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này là còn nguyên bản hết, đã chưa có bị đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần nội thất sau xe đây ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn cho nên là cái phần ghế da ở đằng sau này cũng còn rất là mới. Tương đối là mới ạ. Rất là mới đấy ạ. Táp bi cánh cửa cũng còn rất là mới luôn ạ.
keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa mất một phân keo chỉ nào. Tất cả còn rất là đẹp. Đây là cái phần cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn rất là đẹp. Từ cho cái tắt bi cửa này, ghế da này, tôi quay rất chi tiết từng bộ phận một cho quý vị các bạn cùng xem, để quý vị các bạn là tự có thể đánh giá được cho cái chất lượng của chiếc xe, của chiếc xe như thế này, để quý vị các bạn là có thể cân nhắc mua chiếc xe này về sử dụng. Đây là cái phần cánh cửa bên phụ, cửa trước bên phụ đây, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Và rất là đẹp ạ. Đây là cái phần tablo của xe đây. Tablo của xe này rất là đẹp ạ. Bộ ghế da này cũng còn rất là mới đấy ạ. Bên phụ này cũng ít người ngồi hơn, cho nên chiếc ghế bên phụ này còn rất là đẹp ạ. Vô lăng cần số rất là đẹp rồi. Đây là cái phần tablo của xe. Tablo thì còn rất là đẹp ạ. Sau 11 năm sử dụng rồi mà chủ xe đi rất giữ gìn, cho nên là nó còn được đẹp như thế vậy ạ. Đồng hồ của xe đây ạ, tôi quay và cho quý vị các bạn cùng xem. Đồng hồ trực tiếp của nó là 11.653. 11 vạn rồi. Và xe cũng đã được trang bị các nút điều khiển trên vô lăng này, điện thoại rảnh tay này, đều có hết rồi ạ. Khóa thông minh, đề nổ start top, điều hòa tự động. Đây là điều hòa tự động này. Hệ thống giải trí thì gồm có FM này, AM này, CD, AUX. Đầu CD này là đầu 6 đĩa đấy ạ. Đầu 6 đĩa và có cả Bluetooth đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Phần cắm USB cũng có này, để chúng ta có thể nghe nhạc USB hoặc cắm iPod. Và hàng ghế trước thì đã có sấy ghế. Đây là cái phần sấy ghế đây. Sấy ghế cho hàng ghế trước, bên lái và bên phụ. Cần số thì còn rất là đẹp. Tay phanh cũng còn rất là đẹp. Vì chủ xe mới chạy có hơn 10 vạn km thôi. Tất cả nó còn đẹp lắm ạ. Gương chiếu hậu cũng là gương chống chói rồi đấy ạ. Gương chiếu hậu chống chói. Cửa sổ nóc đây. Tôi mở thử cho quý vị các bạn xem về cái phần cửa sổ nóc. Cửa sổ nóc một chạm, đóng lại. Rất là đẹp ạ, tất cả còn rất là đẹp. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Kia Forte SLi 2009 này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte SLi 2009 này thì xin quý vị và các bạn hãy đến trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte SLi này ạ. Vừa rồi thì tôi đã quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như cái phần nội thất của chiếc xe rồi. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe, trái tim của chiếc xe đây. Kia cũng đã trang bị cho chiếc xe Kia Forte SLi 2009 này là một động cơ DOHC 16 van và là động cơ xăng 1.6 lít ạ. Thể tích làm việc của động cơ là 1.6 lít ạ. Và tất cả tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị các bạn ngay sau đây ạ. Tất cả các ốc máy này còn nguyên bản ạ. Ốc chân máy, chân số này, tất cả là còn nguyên bản hết luôn ạ. Ốc mặt máy cũng còn nguyên bản hết. Chiếc xe này là chủ xe sử dụng rất là giữ gìn, cẩn thận, một chủ từ đầu, cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp. Tất cả các ốc này là còn nguyên bản hết đấy. Tất cả các ốc này còn nguyên bản hết luôn đấy. Chưa có một cái ốc nào có vết tháo ạ. Tất cả là còn nguyên bản. Từ cái ốc là cabo, đây là ốc cabo này. Sau đó đến cái ốc tai, ốc tai này, ốc xương đầu của xe. Ốc xương đầu của xe tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa có một cái vết tháo nào cả. Tất cả các ốc đều còn nguyên bản hết. Ốc máy này. Tôi quay rất là chi tiết và quay thật sát vào đây cho quý vị các bạn cùng xem. Để quý vị các bạn chưa có điều kiện đến cửa hàng chúng tôi để xem, quý vị các bạn ngồi ở nhà xem trên truyền hình hoặc trên điện thoại
thì quý vị và các bạn cũng có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe Kia Forte SLI 2009 này nó còn đẹp như thế nào ạ. Không những nó đẹp về cái phần ngoại thất đến nội thất, cả về cái khoang động cơ, tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần ốc cabo đấy, keo chỉ của cabo. Ốc cabo, keo chỉ cabo nó còn nguyên bản như thế này thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này còn nguyên bản, chưa đâm đụng, chưa bị đâm đụng, chưa ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Tất cả đều nguyên bản hết ạ. Những sản phẩm mà ô tô 360 chúng tôi bán ra, chúng tôi luôn cam kết là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.